những đức à, à, càng niệm phật lễ phật à, giống như mình có một cái nhân duyên gì với đức phật A di đà tự nhiên mình càng lễ phật thì giống như nó có một cái cảm xúc gì đặc biệt lắm quý vị nhất là à, trong một tháng mấy nay những đức cứ dụng công tu suốt cảm nhận sâu sắc Lúc mình niệm Phật quý vị. Cái sự an lạc và cái mà thích niệm Phật, lễ Phật này. Giống như chắc là cái người niệm Phật giống mình thì mới cảm nhận được thôi. Giống như uống nước nóng lạnh tự biết quý vị. Những đức tin chắc rằng những người mà niệm Phật, lễ Phật ở đây mỗi ngày những đức quý vị sẽ cảm nhận được. Sự an lạc và cái nó... nó... Nó chầm cái tâm mình xuống thì sao à, Thì ra rõ ràng là Khi cái tâm của người mình phóng ra Dù nó có vui cỡ nào Nó cũng không phải là cái pháp lạc Chỉ có cái tâm chầm xuống thôi Giống như cái tâm mà thương hay ghét Vui hay buồn nó đều chầm xuống thôi. Thì nó mới sanh ra pháp lạc Mà cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này sẽ sẽ đặc biệt phù hợp với căn tính chúng ta nhiều lắm là duyên với mình đến đây phù hợp là luyện thân phải động luyện tâm phải tịnh là như vậy đó dùng phương pháp niệm phật lễ phật làm chính để sanh cái tâm phật là trầm xuống thương ghét thiện ác khen chê nó trầm xuống hết sanh ra pháp lạc nên cái lúc mà mình niệm Phật lễ Phật nó dịu cái tâm. Nó nhẹ cái tâm xuống. Giống như mình không còn suy nghĩ hoàn cảnh xung quanh. Nó có nhiều bữa gì đấy. Vì giống như mình không còn muốn nhìn ai. Mình cứ giống như nó nó không còn nhìn cái, cái tướng mình hay là bản thân mình nhìn ai nữa. Mình chỉ có niệm Phật lễ Phật thôi. Giống như lúc đó thăng tâm mình nó dịu lên hết. Quý vị sẽ cảm giác đặc biệt lắm. Còn cái lúc mà mình uh, niệm Phật, mình nhìn người này người kia mình vui mình cười, nó cũng là cái vui đó. Nhưng cái vui nó không phải pháp lạc. Nó chỉ có cái là trầm xuống hết. Mà cái đó không phải là nó được hoài đâu quý vị. Nó có những lúc tự nhiên nó được gì đó. Nên mình uh, 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 đọc trong kinh rồi mình thấy những vị tu khổ hạnh rồi. Khi người ta nói người ta vui thì cái người mà mà điều kiện sang giàu hưởng thụ người ta không, chấp nhận được điều đó. nên khi đức phật mà đi khắc thực một cái ông trưởng giả giàu cũng đi phía sau nói ông là một người giàu sang nói đức phật là thái tử mà sao ông đi chọn cái sự khổ hạnh sống gì tại sao ông sống khổ như vậy thì đức phật thì đức phật cảm nhận được ông thì ông có cái cảm nhận của ông đức phật giác ngộ thì cái cảm nhận của đức phật thì đức phật nói rằng là tôi có cái niềm vui của tôi còn ông thì ông thấy khổ nhưng tôi lại thấy vui còn ông thì ông thấy ông giàu sang là vui nhưng ông hãy nhìn lại nó có rất nhiều thứ chói buộc tôi cũng trong hoàn cảnh đó tôi cũng nhìn ra được nên, nên, nên tôi chọn cái lối sống đơn giản bình dị nên là mình học phật từ từ với mình học phật cái nghĩa gì học phật là đức phật là nhẹ nhàng biết đủ thường vui bản thân mình học từ 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 rồi mình giảm bớt lại có người nó sẽ nhẹ nhàng như lúc trước thì mua đồ đồ rất là đắt tiền hoặc là trang điểm đồ rất là nhiều từ từ mình giảm bớt lại mua đồ rẻ lên chút rồi trang điểm nhẹ nhẹ lại Giảm lại Từ từ lại quý vị Rồi tự nhiên quý vị sẽ cảm giác được Nó nó có một cái gì đó đặc biệt Cái đó là tùy mọi người thôi nha Cái đó là chuyện của mình thôi Nên chúng ta chỉ Ngồi tâm sự Chơi vậy thôi Tùy vị Nhìn nhận Nên là khi những đức tu tập Và cũng có thời gian Mình ngồi mình suy nghĩ Ủa trong cái thời điểm này lại xuất hiện một người những đứa ngồi suy nghĩ ủa tốt hay là không tốt ta nếu đối với người tu tập của mình thì thiện ác thì nhân quả thôi nhưng mà xuất hiện một người như vậy nó tốt hay là không tốt tự nhiên mình ngồi mình suy nghĩ mình tu tập mình suy nghĩ nghe nghĩa là phật pháp có những lúc bản thân mình cũng phải có những lúc mình phải chầm cái tâm suối tự nhiên như đức thấy rằng là khi đạo pháp mà giống như hình tướng nó quá phong phú làm cho con người ta không cảm nhận được rồi chạy theo bằng một cách rất dễ dàng thì lúc đó cái hình tướng đó nó lại phát động lên giống như là nó thịnh vậy như đó nhưng mà là do nó quá dễ hình tướng đó, nó 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 đưa vào mắt người nó quá cứ là hình tướng đẹp nhìn thấy nó trang nghiêm nó đẹp quá nên nó dễ quá nên con người ta đi vào cái tướng nó dễ quá nên chạy theo rất đơn giản rất dễ rồi nó phát động cái hình tướng đó ra nhưng mà ở bên trong của nó là bị giống như ung thư ở bên trong xuất hiện một con người đó họ làm những cái việc tự nhiên làm cho tất cả công chúng hình như quy về họ là phải cảm thấy ngưỡng mộ và và thấy rằng là Phật pháp phải như vậy làm cho con người người ta giống như là đa phần giống như muốn quay lại đối với Phật pháp và nhìn lại thì những con người muốn đi vào cái hàng ngũ người tu là giảm bớt lại và cho những con người mà có góc độ nhìn cực kỳ sâu sắc Nó thấy ra được Phật Pháp Thì được một người Chắc người Những bậc thầy chọn được đệ tử Đệ tử chọn thầy Ít Nhưng mà người nào chắc người này Người chắc người Vậy thì điều này tốt hay không Tốt Tốt Tại vì thí dụ như Những đức cũng là từng Trong hàng ngũ tu hành như đứa ấy có những thời điểm mà con người người ta sẽ đi cúng giường rất là đông nhưng trong thời điểm này nó rất là ít rất là ít luôn vì làm cho những người mà không có tâm quyết tu thì họ phải thối tâm thối tâm luôn tại vì đâu có ai cúng gì bao nhiêu nữa thì thối tâm luôn thì nó giống như nó phân tách và lọc ra lọc ra còn những người tâm quyết tu cực kỳ mạnh thì dù khó khăn cỡ nào họ cũng duy trì duy trì và cái người muốn đi vào hàng ngũ đó lại giảm lại và khi có người đã suy nghĩ rất kỹ và phật pháp quá tuyệt vời bây giờ như bản thân những đức có chuyển hình tướng nào những đức cũng quyết định học phật quyết định đi trên con đường phật pháp cỡ nào cũng đi con đường phật pháp vì phật pháp quá tuyệt vời hiểu không những đức có hiện hình tướng gì những đức bản đồ gì Những tâm những đức luôn luôn là hướng đến phật pháp một trăm luôn từ đây cho đến bản thân mình chết đi và đờ đờ kiếp kiếp mình muốn hướng đến phật pháp phật pháp nhưng đức nhất định phải học vì phật pháp quá hay cực kỳ hay luôn tùy quý vị mỗi người có góc độ nhận thức khác nhau chúng ta không ép ai đó. nên từ nơi đó mà cái đặc biệt mà khi những đức tu tập những đức để ý cái vị này dù bây giờ người ta khen người ta chê vị này vị này sẽ không bao giờ nói tiếng gì hết nếu như có nghĩa là cái đặc biệt nhất Thì mình nhắm ngay mục tiêu đó Nếu cái hạnh này mà mình học được cái chỗ là Ai khen chê gì mặc kệ Mình cứ điền Phật đi Nếu được chỗ này mình làm được Thì quá hay Chúng ta Nói câu chúng ta là chung với mình. Chúng ta đang học vật Thì chúng ta cũng phải đang có góc độ đi nhìn Quý vị thấy lúc trước những đức Chia sẻ Phật Pháp Ít bao giờ những đức ngồi nói chuyện gì lắm những đức sẽ nói chuyện rất háo hức Tại vì những đức không có những giây phút Để mà những đức lễ Phật Mà nó trầm tâm xuống đó quý vị Thật sự luôn Những đức phải làm việc cực lực luôn Những đức lao theo cái hoàn cảnh Quý vị cứ nghĩ Mấy ngàn con người Phải giải quyết vấn đề Một ngày không đơn giản quý vị Mà những đức quyết tâm tu Nên những đức phải làm sao Muốn cho người ta vui nên những đức phải háo hức Nên nó không được những giây phút lắng động tâm lại được bây giờ Phật bồ tát sắp xếp cho mình có thời gian để lắng động tâm lại lắng động tâm lại mới có những lúc tâm sự với vị được gì nên những đức thấy rằng trong thời điểm này phật pháp tốt tại vì sẽ sàng sẻ sàng sẻ với việc ai là người quyết tâm ai là người quyết tâm đó. nên những đức thấy cái vị đó dù quý vị khen ông hay là chê ông Hay chỉ trích ông Tự nhiên ông không nói gì mà lại có những người Sẽ thấy ông nói Mình thấy từ cái góc độ nhân quả này Và cái nhân duyên của vị này Đến với cuộc đời này cũng dữ dào Quý vị nghĩ Cái lượng người mà Theo và Quý thì đông vô cùng Duyên này không đơn giản đâu quý vị, vị à. Nên từ nơi đó mà mình thấy rằng bản thân mình những đức chia sẻ Phật pháp quá trời nhiều mà duyên những đức cũng cũng vậy nhưng mà không thể nào mình dám so sánh đó. nên từ nơi đó mà cái mà khen chê không cần nói tới nhưng mà nếu phật pháp cũng không ai nói điều đó luôn thì cái khẩu giáo của phật pháp bị mất đi có nghĩa là hành về thăng giáo nhưng cái khẩu giáo của phật pháp nếu mất đi thì con người nhiều người sẽ không hiểu về phật pháp sâu sắc nên cái điều mà chúng ta nhận thức để mà nhắm mục tiêu để mình giảm bớt đi cái khẩu nghiệp thí dụ như quý vị quý những đức đi ai nói những đức đi quý vị có thể đủ nhân duyên gì cái cái tâm của mình thì mình nói lại như thế nào nhưng đừng mang một tính cách gọi là nặng lờ với nhau vì mình mang tính cách nặng lờ là nó tạo khẩu nghiệp mà mình vì người mà mình tạo khẩu nghiệp thì cũng không phù hợp và bản thân những đức cũng không muốn điều đó, đó. nên những đức thấy rằng là cái điều nói này là những đức mở rộng ra đó nghe mở rộng ra đó thí dụ như cái vị đó đi Người ta khen ông, người ta chê ông gì Ông không cần nói gì hết Nhưng mà thật sự ông cũng không muốn Cái người quý trọng ông Đi nói nặng lời người khác Chắc chắn 100% 100% là như vậy luôn Nên đó là cái khẩu giáo Trong Phật Pháp đó Để cho Những cái người Đi theo học với người ta nhận thức được Nên nó có khẩu giáo nó mới giải thích được định luật nhân quả nó có khẩu giáo nó mới giải thích được định luật nhân quả quý vị nên ngày xưa là nó rõ ra là hành giải nhưng cái thờ này gọi là giải hành nếu ai giải mà hành thì tốt lắm rất tốt vì giải rồi mới hiểu còn hành còn ngày xưa là khả năng rất cao hành giải nó quý vị coi ngày xưa cái người mà ta đi đến sinh xuất gia đi người thầy thử thách ghê lắm không phải dễ cho xuất gia đâu nhưng ngày hư văn thôi ngày quỳ ngoài mưa mà 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 mấy ngày mấy đêm gì đó. mình bây giờ thì không có chuyện này đâu quý vị à thực sự bây giờ không có chuyện này đâu bây giờ có khi mà nếu quý vị mà còn trẻ bị lợi vệ sinh xuất gia quý vị vừa được cạo đậu quý vị có thể được đắp y phương trượng để gieo duyên để tạo niềm vui cho quý vị để cố gắng ở trong chùa nghĩa là cái căn tính của mình nó rất rất nó rất dở đó nó tâm tắc là rất là dở đó. không? Còn ngày xưa người ta khi muốn đi xuất gia người ta có tâm quyết cực kỳ mạnh, dù là thử thách khảo đảo cỡ nào người ta cũng quyết tâm xuất gia. Nên ngày xưa là hành giải. Nếu bây giờ ai dùng cái cách hành rồi giải thì cái độ sanh là là chúng sanh á nó sẽ khó tiếp nhận và hiểu được dù là họ ngưỡng mộ mình và cái làm của mình là phi thường. Họ rất tôn trọng mình nhưng họ không biết. Nên cái thời cuộc này phù hợp nhất là giải hành. Còn nếu nói mà không hành thì cũng thua luôn. Nếu nói ra phù hợp mà hành cho họ làm thì tốt. Nghĩa là nói ra cái mà họ làm được và nói ra cái bản thân mình làm được thì tốt đặc biệt. Giống như bây giờ cái cách tu của mình là những đức tu chung với vị như đức tu được. Nếu như bây giờ những đức đưa ra thời khóa là hai tiếng Chúng ta cùng tu hai tiếng Nhưng Đức nói bảo đảm 100% Trong số lượng 2.000 thành viên thì Sẽ giảm rất nhiều Quý vị sẽ không có thời gian tu Những cái giờ này làm sao quý vị có thời gian tu Bây giờ 40 phút này Mà quý vị được 40 phút còn hơn hai 2 tiếng mà không có ai Mấy người Thấy chưa Còn cái giờ kia một tiếng đồng hồ sáng và chiều thì được rồi Còn cái giờ này 40 phút Là quý vị làm được nè vì tranh thủ một chút thời gian bị vô lễ Phật được Nhưng mà nếu như Đức đưa ra hai tiếng Thì không ai tu Thì 40 phút cũng không có luôn Thấy chưa Nên đó là cái mà hành đó Hành phù hợp Rồi cái hành này Mình giải ra cái hành này Là giải hành Chúng ta làm được Và những Đức cũng làm được luôn nếu như Đức đưa ra hai tiếng một ngày 8 tiếng bản thân những Đức làm không nổi thêm thời nữa là hai tiếng đó là 10 tiếng những Đức sẽ làm không nổi và cuối cùng những đức sẽ rớt luôn Mà những đức rớt thì quý vị cũng rớt luôn Đúng không? Những đức cùng với vị rớt hết chưa? Đó Nên tại sao Nhiều người Họ đưa ra các cách tu rất dài Nhưng mà cuối cùng Họ không áp dụng được Vì họ nghĩ tu nhiều cho người ta tu nhiều là tốt Nhưng họ quên mất tiêu là Họ đưa cho người ta tu nhiều Bản thân họ quá nhiều việc Họ tu không được thì bản thân của họ sẽ không bao giờ thành được luôn. Và kêu người ta tu nhiều người ta cũng ngán luôn Nên cái phương pháp đưa ra họ không thành công Vì dài quá người ta không Người ta tu ngán Còn họ thì tu không nổi luôn Vì họ lo làm Lo việc tối ngày họ vô đâu có nổi Nên cuối cùng cái nói của họ là Chỗ này chỗ kia tu trong thắt Trong cốc tu Nhưng mà thật sự là tu không có nổi Nên cái nói đó nó không phù hợp Nó không thật Nên không thể nào thật chắc để độ sạch nên thà chúng ta đưa ra một cách tu rất đơn giản dễ tu cho mình tu được đi rồi mình hành được mình đưa cho người ta hành rồi mình hành xong mình 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 nói hoặc mình nói xong mình hành nó phù hợp đó đó là cái cách tu mà chúng ta có đủ duyên duyên với phật a di đà mình cùng tu quý vị thấy cái này nó rất là hay chứ không đơn giản nhưng mà trong cái lúc tu này nó mới cảm nhận được nè quý vị nên những đức nói rằng là quý vị phải công nhận rằng nếu như chúng ta rèn luyện được cái chỗ khen chê được mắt mà tin nhân quả thì hay đó. giống như pháp sư hải khánh sư đề của tôi nghĩ cũng vậy luôn đối với cái sự khen chê được mắt đối với ông ông không đặt vấn đề nên ông niệm phật ông thành công thấy chưa cái, áp, cái pháp môn niệm phật mà nó áp dụng vào cái cái lối sống đó đó, đó. niệm phật là cái chữ phật là giác ngộ giác ngộ ra được cái lối sống đó thành công có nghĩa là cái pháp tu này là phù hợp trong thời mạng pháp rồi nhưng mà cái lối sống đó đó Nó mới là thành công cho mình Giải sạch Vì cực lạc Còn nếu như bây giờ mình niệm Phật Mà ai nói đụng đụng tới mình cái là Mình búp lại Mình sức lại Mình làm lại luôn Vì nó không phù hợp Nên những đức mới nói rằng Cái vị đó Ai nói ông Khen hay chê ông Ông không cần biết đến Nhưng sẽ có những người xung quanh ông Họ sẽ nói này nói nọ Giải thích cho người khác nghe có nghĩa là rất rõ ràng quý vị Nên từ nơi đó mà nếu như chúng ta niệm Phật Mà mình tập được chỗ này Nên ở đây như Đức nói với Các người ngồi ở đây nè Các cô nè Các chị ngồi ở đây nè Nó rèn được chỗ đó đi Bây giờ mình mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật đó Bây giờ chồng mình nói mình Thương mình hay chê mình hay Hay là thuận nghịch gì bản thân mình Chịu đựng được không Mình nói mình muốn giải sanh đó Mình chịu đựng được không Bây giờ những đức cùng với vị chúng ta cố gắng nè. Chúng ta cố gắng bắt tay vào nè. Để mình làm cái việc này nè. bây giờ bản thân những đức từ hôm nay thí dụ như bây giờ ai khen ai chê gì mặc kệ thì cố gắng tập chỗ này cố gắng tập chỗ này mỗi ngày mình niệm phật lễ phật đi tại vì cái môn niệm phật lấy phật mình làm được thì tôi tu hành cái môn này còn ai làm được cái gì thì chuyện của người ta tôi niệm phật lấy phật được tôi cứ thứ tám tháng niệm phật lễ phật hoài luôn còn ai làm được cái gì thì chuyện đó của người ta mình bắt tay vào việc niệm Phật lễ Phật Nhưng mà cái nào mình hay mình nêu lên Ví dụ như Đức nói cái vị đó Ông hay cái chỗ là Người ta khen ông, người ta chê ông Ông không cần để ý tới Không cần biết đến cái chuyện đó Nếu như chúng ta tập được chỗ này Mà chúng ta niệm Phật Thì đúng là tuyệt vời Quá hay Nó no. đây là cái quý vị nên để ý nghe quý vị nên Phật giáo thời điểm này tốt tốt gì sao sang sảy Nửa năm, một năm sau Hai năm sau Phật giáo chúng ta sẽ Người tu Sức gia Thí dụ như giảm lại đi Nhưng mà chắc Giảm lại Tại vì sao Bước vào hàng ngũ đó Nó không được như ngày xưa Ngày xưa nó quá phong phú Ví dụ như người mà đi bố thí cúng dường quá nhiều Quá phong phú Thì có những người mà không Không có tâm huyết tu nhiều Cũng nhảy vào Còn bây giờ thì không được như vậy nữa từ khi xuất hiện cái vị này thì tự nhiên nó sẽ lọc ra Đọc ra những ngôi chùa các thầy sẽ có những đệ tử đặc biệt có những đệ tử chịu tu hành ở trong ngôi tam bảo đó thì phật giáo tự nhiên sẽ lọc lên và từ từ thịnh lại vì nhớ nghe giáo pháp của đức phật còn hơn chín năm nữa thì chắc chắn rằng là cái thời điểm quý vị thấy suy nhất thì là chuẩn bị sẽ thịnh lên hiểu không quý vị chuẩn bị sẽ thịnh lên tại nó nó xuống đến cung cực thì nó sẽ lên lại à mà nó lên đến mức cung cực thì nó sẽ hạ xuống cái nguyên lý của cõi đời này nó là như vậy nên chúng ta sống cõi đời này mình tu hành mới bị nhớ người ta có thể cho mình lời khen người ta có thể cho mình sự tán thán người ta có thể tôn kính mình và cõi đời này người ta cũng lấy lại nhớ nghe bất cứ người nào cũng sẽ gặp trường hợp này và quý vị sống trong gia đình vợ chồng cũng vậy luôn trong quý vị có thể cho quý vị bao nhiêu tình thương luôn Nhưng họ sẽ lấy lại Một là họ bỏ quý vị Hai là họ sẽ chết bất tử Nó nói là Xa lì khổ Là họ lấy lại rồi Vì sẽ cực kỳ khổ đau Khi bất chợt mình mất người Mình thương yêu Đó Nên cái cõi đời này họ cho ra họ lấy lại Họ cho ra nhiều thì họ lấy lại nhiều Giống như quý vị họ Người ta giúp quý vị người ta lo vị quá nhiều khi người ta mà cái quý vị đặt tình cảm vào người ta quá nhiều, khi người ta cái gì một cái là bị cực kỳ khổ đau, phải lấy lại không? Đó lấy lại đó. Đó. Đây là 100%. Nên mình nhận thức được Phật pháp á. Phật pháp dạy mình giác ngộ cái cõi nhân sinh này nè. Giác ngộ cái cõi nhân sinh này. Nè. Được mắt khen chê, phải giác ngộ chỗ này. Nên mình nắm chắc câu Phật hiệu, mình niệm Phật lễ Phật mỗi ngày để dịu cái tâm xuống. Cứ niệm Phật lễ Phật đi. Rồi mình sẽ thấy bình an. 100% luôn. Chính bản thân nhà Đức đã cảm nhận được Một tháng mấy nay mình ở một chỗ Mình yên mình tu luôn nè Không bước ra ngoài không đi đâu cả Là cứ yên lo niệm Phật lễ Phật Mình nói nếu cả đời mình được như vậy Từ đây tới ngày mình chết đi Hạnh phúc biết bao Thật sự rất là hạnh phúc Nên nhà Đức mong quý vị có thời gian Thì tới giờ vào lễ Phật Cùng với nhà Đức những giờ này Có thời gian thì vào lễ Phật Để nhắc nhở chính mình Đây là điều rất đặc biệt Chúc quý vị an lạc Ai Di Đà Phật ai với đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha ai với đào phật